Màu gì? Năm tám cân mét 57 mặc size ML. Bảo Phương Anh đấy. Mình xin chào 13 người đang theo dõi cái buổi live stream ngày hôm nay của mình nhá. Rồi hôm nay những anh chị nào mà muốn mua ngay cái áo sơ mi hoa em đang mặc đây thì với giá là 29.000 thì nhanh tay chấm cho em một cái đi nào. Nhanh tay chấm cho em một cái. Nhanh tay chấm cho mình một cái để dính ngay cái em sơ mi hoa mình đang cầm trên tay này với giá là 29k đi nào. Rồi mình có cái comment của bạn VV này. Rồi bạn là Bảo Loan có zoom không chị? Bên em có zoom nhé chị nha. Rồi hôm nay những bạn nào và những chị nào mà muốn dinh ngay cái em vải em sơ mi hoa em đang mặc trên người đây với giá là 29.000 thì nhanh tay chấm cho mình một cái đi nào. Nhanh tay chấm cho mình một cái để mình biết mọi người đang theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay của mình nhá. Rồi mình có cái comment của bạn đừng hỏi em này, mình có cái comment của bạn Xuân Quỳnh nhá. Rồi hôm nay những anh chị nào muốn mua cái em áo sơ mi hoa này với giá là 29k thôi thì ngay lập tức chấm cho mình một cái nhá. Ngay lập tức chấm cho mình một cái đi nào. Rồi, hôm nay những bạn nào mà muốn mua cái áo sơ mi này với giá là 29.000 thì ngay lập tức comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu các bạn yêu thích và để lại cho mình số điện thoại nhé. Quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi. Comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu các bạn yêu thích và để lại cho mình số điện thoại. Quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn thôi là đã dinh ngay được cái áo sơ mi mình đang mặc với giá là 39.000 rồi đấy ạ. Rồi nhanh tay comment cho mình đi nào. Áo sơ mi mình đang mặc có tất cả là 3 màu nhá. Màu mình đang mặc là màu xanh này, có 2 màu xanh này. Ngoài ra còn có màu hồng và màu đen nhá. Cái áo sơ mi này có size ML cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40kg đến 60kg là bao vừa luôn nhá các bạn nhá. Rồi những ai mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại cho mình đi nào. Quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần nhá. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn. Rồi 65kg không vừa nhá bạn nhóc bướng bỉnh nhá, 65kg không vừa đó ạ. Cái áo sơ mi mình đang mặc chỉ cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là vừa đó nhá. Còn các bạn nào trên 60kg là không vừa được em áo sơ mi này thôi đâu đấy ạ. Rồi ai mà lấy thì ngay lập tức vào comment và chia sẻ cái buổi livestream này của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi là đã dinh ngay được em áo sơ mi mình đang mặc với giá là 29.000 nhá. Rồi nhanh tay comment đi nào. Rồi mình có cái comment của bạn Phụng Trần Hưng nhá, mình có cái comment của bạn Thanh Hà đấy ạ. Hôm nay những ai mà muốn sở hữu cái em áo sơ mi này thì ngay lập tức vào comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Cái sơ mi mình đang mặc có tất cả là 3 màu là xanh, hồng và đen đấy ạ. Có tất cả là 5 màu nhá, nhưng mà hai màu xanh, xanh này của mình là kiểu dạng xanh lam, còn xanh này kiểu dạng xanh nước biển nhá các bạn nhá. Màu hồng này cũng có hai loại này. Đấy các bạn có thể nhìn thấy rõ màu hồng nhá. Màu hồng cũng có hai loại luôn đấy ạ. Có tất cả là 5 màu cho các bạn lựa chọn. Bạn nào lấy màu nào thì ngay lập tức comment cho mình màu đấy nhá. Và quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi là đã có cơ hội dinh ngay được em áo sơ mi chỉ với giá là 29.000 rồi. Rồi nhanh tay comment cho mình đi nào. Và nhớ là phải để cho mình số điện thoại nhá. Phải để cho mình số điện thoại thì bên mình mới liên lạc được với các bạn đấy ạ. Cho nên nhanh tay vào comment đi nào. Rồi 29k một em áo sơ mi này nhá, cực kỳ là rẻ luôn đấy ạ. Chất liệu cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây các chị có thể xem này, vải của nó là vải von nhá. Ai muốn mua thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi đã dinh ngay được em áo sơ mi em đang mặc chỉ với giá là 29.000 thôi đấy ạ. Rồi những ai comment thì những ai đã comment mà chưa chia sẻ thì ngay lập tức quay ra chia sẻ. Và những chị nào đã chia sẻ rồi mà chưa comment thì ngay lập tức quay lại comment cho em đi nào. Để mua ngay cái áo sơ mi em đã mặc với giá là 29.000 nhá. 29.000 một em áo sơ mi này quả thật là cực kỳ là rẻ luôn đúng không ạ? Cho những ai muốn mua thì ngay lập tức vào comment màu cộng số điện thoại và để lại cho em địa chỉ ship nhá.
à, để lại cho em số điện thoại ấy ạ. Đúng rồi, phải để lại cho em số điện thoại thì bên em mới liên lạc được với các chị nhá. Rồi, nhanh tay vào comment cho em đi nào. Comment cộng với chia sẻ nhá. Chia sẻ cho em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn thôi đã dinh ngay được em áo sơ mi này với giá là 29.000 rồi đấy ạ. Rồi, phải làm đúng các bước cho em nhá. Chỉ cần làm đúng 2 bước là comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại và quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên cơ hội nhóm lớn thôi là đã xinh ngay rồi. Rồi, bạn Đào Thị Mỹ Hạnh, bạn chia sẻ đúng chưa nhỉ? Bạn comment đúng chưa nhỉ? Bạn phải chia sẻ và comment đúng nhá. Phải chia sẻ cho mình là 2 lần trên trang cá nhân này và 3 lần trên cơ hội nhóm lớn, và nhớ là phải để cho mình chế độ công khai nhá. Đừng để chế độ chỉ mình tôi hay chế độ bạn bè mà bên mình không thể nào nhìn thấy lượt chia sẻ của các bạn đâu nhá. Rồi, nhanh tay vào comment cho mình đi ạ. Áo sơ mi này có tất cả là 5 màu có size S, M, L cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40kg đến 60kg là bao vừa luôn nhá. Từ 40 đến 60kg là mặc bạn vừa luôn cái áo sơ mi này rồi đó. Rồi, nhanh tay comment rồi. Đúng rồi ạ, làm đủ đúng và đủ các bước thì mới được mua cái áo sơ mi này với giá là 29.000 nhá các bạn nhá. Rồi, phải chia sẻ cho mình và comment cho mình. Phải chia sẻ cho mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn. Bước thứ hai là vào comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Màu thì có tất cả là 5 màu mình đang cầm trên tay đây. Cái màu mình đang mặc là màu xanh lam, ngoài ra còn có xanh nước biển này, hồng đậm, hồng nhạt và đen nhá. Có tất cả là 5 màu, có size S, M, L cho các bạn trong khoảng cân nặng từ 40kg đến 60kg là bao vừa luôn nhá. Rồi, sơ em là ở 46 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đấy ạ. Bạn Thanh Tâm ơi, em có thấy bạn nhá. Rồi, nhanh tay chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay của mình đi nào. Rồi, mọi người, khi mọi người chia sẻ nhá, là phải để cho em chế độ công khai nhá. Bên em ship toàn quốc nhá, bạn bé ốc nhá. Bên em ship toàn quốc luôn đấy ạ. Cho nên là những anh chị nào mà những anh nào mà muốn cho người yêu hoặc muốn mua cho mẹ mình thì ngay lập tức vào comment nhá. Và những chị nào muốn mua cái áo này thì ngay lập tức comment cho em đi nào. Đây nhá, các chị có thể kết hợp cái áo sơ mi này với chiếc quần đuôi em đang mặc ở đây. Kiểu dạng quần của em là quần ống dọc nhá các chị nhá, chỉ qua đầu gối một tí thôi. Hoặc kết hợp cho em một chiếc quần vải, hoặc là quần vải, quần legging, hoặc là ngay thậm chí quần bò. Nói chung là kết hợp cực kỳ là dễ luôn nhá các chị nhá. Một sự lựa chọn hoàn hảo với em áo sơ mi này luôn đấy ạ. Áo sơ mi này chất vải của nó cực kỳ là mát luôn nhá các chị nhá. Cực kỳ là mát luôn đấy ạ. Cho nên ai muốn mua thì ngay lập tức vào comment cho em đi nào. Rồi, bạn Thanh Mon ơi, mình có đấy bạn nhá. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho em nào. Sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Sơ mi này có tất cả là 5 màu cho các bạn lựa chọn, hồng, xanh và đen. Nhưng ai lấy màu nào thì nhớ để cho mình màu đấy. Và nhớ là phải để cho mình số điện thoại để dinh ngay cái em áo sơ mi này với giá là 29.000 nhá. Đây, cực kỳ là đẹp rồi đấy. Mình đang kết hợp với cái quần ống rộng nhá các bạn nhá. Rồi, sơ em là ở 46 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội ạ. Đầm đỏ bao nhiêu chị ơi? Chị đầm đỏ này tin em sẽ like sau nhá. Tin em sẽ like sau đấy ạ. Rồi, hôm nay những chị nào mà muốn mua áo sơ mi em đang mặc trên người đây thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại, quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi. Và nhớ là phải để cho em chế độ công khai nhá. Đừng để chế độ chỉ mình tôi hay chế độ bạn bè mà bên em không thể nào nhìn thấy các chị đâu ạ. Rồi chị ơi, quần này tin em bán sao nhá, còn hiện tại em đang bán sơ mi là 29.000 nhá các chị nhá. Áo em đang mặc với giá là 29.000 nhá chị Thanh Tâm nhá. Rồi, tiền ship bên em ship toàn quốc là 35.000 đấy ạ. Ship toàn quốc bên em là 35.000 nhá các chị nhá. Rồi, áo có size nhá các bạn, Thùy Dương Nguyễn nhá. Áo em đang mặc có size S, M, L cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 50 à từ 40 đến 60 kg luôn nhá. Từ 40 đến 60 kg là bao vừa luôn đấy ạ. Cho nên chị nào lấy màu nào thì ngay lập tức comment cho em màu đấy nhá. Sơ mi em đang mặc là 29k các chị nhá. Chị nào mà hôm nay muốn mua cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Sơ mi em đang mặc có tất cả là 5 màu này, hai loại màu xanh, màu em đang mặc là màu xanh lam, ngoài ra còn có màu xanh nước biển nữa các chị nhá. Ngoài hai màu hồng nhá, hồng đậm em cứ gọi là hồng đậm và hồng nhạt nhá. Hồng này em sẽ gọi là hồng nhạt, còn hồng bên này là em sẽ gọi là hồng đậm nhá. Ngoài ra còn có màu đen nhá. Ai lấy màu nào thì comment cho em màu đấy này. Comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại, quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi. Và phải nhớ để cho em chế độ công khai nhá. Đừng để... Rồi các chị ơi, nhanh tay comment cho em đi nào. Nhanh tay vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu và số điện thoại, quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần
lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn để mua ngay cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 nha các chị nhá. Các chị ơi, chia sẻ nhiều lên cho em đi nào. Chị tụt người xem rồi đấy ạ. Chia sẻ nhiều cho em lên các hội nhóm lớn đi nào để mua ngay cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 nhá. Phải chia sẻ cho em lên các hội nhóm lớn nha các chị nha. Rồi không làm đủ các bước là bên em không thể nào bán cái áo sơ mi này với giá là 29.000 đâu. Cho nên các chị phải chia sẻ và làm đúng các bước cho em nhá. Để mua ngay cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 rồi ạ. Rồi em chào bạn Lan Nguyễn nha. Nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi nào. Những chị nào chưa comment thì ngay lập tức vào comment, và những chị nào chưa chia sẻ thì ngay lập tức quay ra chia sẻ nha các chị nha. Rồi ok bạn là Kim Thoa nha. Rồi nhanh tay vào comment cho em đi nào. Sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại và quay ra chia sẻ bài live stream của em ít nhất là 5 lần nhá. 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên cơ hội nhóm lớn thôi là có thể mua ngay được em áo sơ mi em đã mặc với giá là 29.000 rồi đấy ạ. Rồi nhanh tay chia sẻ cho em lên các hội nhóm lớn đi nào. 29.000 một chiếc nha các chị nhá. Để em sẽ ướm thử từng màu và cho các chị xem này. Màu em đang mặc màu xanh lam nhá. Đây các chị có thể là kết hợp cái áo sơ mi này với quần ống suông hoặc quần bò, quần legging đều ok hết nha các chị nhá. Rồi nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em thật nhiều lên các hội nhóm lớn nha. Và phải nhớ để cho em để đặt cho em chế độ công khai nhá. Chị ơi có bộ chị có bộ mặc ở nhà không ạ? Bạn Thanh Hà ơi, bên mình có bộ mặc ở nhà nhá. Bạn mà muốn mua bộ mặc ở nhà thì bạn có thể inbox cho mình thì bên mình sẽ có người tư vấn cho bạn nhá. Rồi nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi nào. Rồi mình có đấy bạn Lương Yến Nhi nha. Rồi chỉ cần comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại và nhớ là phải chia sẻ cho mình buổi live stream nhá. Những bạn ở đây comment ở đây mà chưa chia sẻ đúng 5 lần, 2 lần trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thì bên mình cũng không thể nào bán cái áo sơ mi này với giá là 29.000 cho các bạn đâu nhá. Cho nên các bạn làm đúng các bước giúp mình là comment và cộng với chia sẻ lên các hội nhóm lớn và trên trang Facebook cá nhân nhá. Rồi nhanh tay vào comment cho mình đi nào. Rồi ok bạn Phượng Ngố nhá. Rồi sơ em ở 46 Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội đấy ạ. 48kg chị mặc cực xinh luôn nhá chị nhá. Cái em đang mặc cho các chị trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg nhá chị nhá. Rồi ai lấy cái nào thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại và quay ra chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay của em nhá. Các chị ơi chia sẻ cho em thật nhiều lên cơ hội nhỏ lớn đi nào. Rồi 40kg có mặc được nhá chị Duy EB nhá. Cái áo em đang mặc cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là mặc vừa nhá các chị nhá. Từ 40 đến 60kg là vừa luôn đấy ạ. Còn các chị nào trong trên 60kg thì sẽ không vừa được cái em áo sơ mi này đâu. Vì áo sơ mi này chỉ có size ML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg nữa nhá các chị nhá. Rồi ok chị Thu Nguyễn nhá. Rồi mình bạn Minh Đình Thị mình có đấy bạn nhá. 50kg có vừa nhá bạn Lan Nguyễn nhá. 52kg có vừa luôn đấy ạ. 52kg bạn mặc size M nha bạn nha. Đúng rồi đấy ạ. Nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Rồi 29.000 nha bạn Thu Nguyễn nhá. Bạn là mà mua cái áo này thì ngay lập tức comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Sơ mi này có tất cả là 5 màu này. Hai loại màu xanh, xanh mình đang mặc là xanh lam. Ngoài ra còn cảnh có xanh nước biển này. Màu hồng là hồng đậm và hồng nhạt nhá. Ngoài ra còn có màu đen đấy ạ. Ai lấy màu nào thì comment cho mình màu đấy và quay ra chia sẻ bài live stream của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn là đã mua được cái em áo này với giá là 29.000 rồi đấy ạ. Rồi bạn Hạnh Trần Thị Bích ơi mình có đấy bạn nhá. Rồi nhanh tay comment và chia sẻ cho em lên các hội nhóm lớn đi nào. Các chị mà đã comment ở đây mà không chia sẻ lên các hội nhóm lớn là không được mua đâu nhá các chị nhá. Cho nên lúc đấy thì đừng hỏi là làm sao mà chị comment rồi mà chưa được mua nhá các chị nhá. Phải chia sẻ đúng lên các hội nhóm lớn đấy ạ. Rồi chị Trần Loan chị chia sẻ 2 lần trang cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn chưa nhỉ? Rồi đúng rồi ạ, nhanh tay vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại. Quay ra chia sẻ bài live stream của em ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn thôi là đã có thể là mua ngay được em áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 rồi đấy ạ. Rồi nhanh tay vào chia sẻ cho em đi nào. Rồi chia 29.000 nha bạn à, Hạnh Trần Thị Bích nha. 29.000 một em áo sơ mi này. Rồi mình sẽ nói lại một lần nữa để cho các bạn nào vào sau có thể hiểu, có thể hiểu để muốn mua cái áo sơ mi mình đang mặc với giá là 29k nhá. Bởi vì rất là nhiều bạn hỏi không rõ, khi là không rõ làm đúng cú pháp nhá, là các bạn muốn mua cái áo sơ mi này với giá là 29.000 thì chỉ cần comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu các bạn yêu thích và để lại cho mình số điện thoại thôi nhá. Và để lại cho mình số điện thoại để bên mình liên lạc được với các bạn và quay ra chia
cho mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên cộng nhóm lớn thôi đã có thể sở hữu ngay được em áo sơ mi mình đang mặc với giá là 29.000 rồi đấy ạ. Nhớ là phải làm đúng các bước cho mình nha. Rồi, màu chị đang mặc là màu gì? Màu mình đang mặc là màu xanh lam này. Ngoài ra còn có màu xanh nước biển này, màu hồng nhạt này và màu hồng đậm nhá. Ngoài tiếp đến là còn màu đen đấy ạ. 5 màu cho các bạn lựa chọn đấy ạ. Ai lấy màu nào thì cứ comment cho em màu đấy nhá. Cái áo sơ mi em đang mặc cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là bao vừa luôn nhá. Áo sơ mi này các bạn có thể kết hợp với quần đuôi như mình đang mặc này, có thể kết hợp với quần legging hoặc là quần đi chơi, đi tiệc, nói chung đi bất cứ đâu đều được nhá. Rồi, nhanh tay comment cho mình đi nào. Comment và chia sẻ cho mình để mua ngay cái áo sơ mi này với giá là 29.000 nhá. Luật chơi cực kỳ là đơn giản thôi, chỉ cần comment và chia sẻ thôi là các bạn đã có thể zin ngay được cái em áo sơ mi đã mình đang mặc trên người đây với giá là 29.000 rồi. Chỉ cần comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại, quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi là đã mua được ngay cái em áo sơ mi mình đang mặc với giá là 29.000 rồi. Thôi cho chị xem quần em ơi, chị Hoa Hồng ơi, tin em sẽ like em sẽ like quần sau nhé chị nhá, tin em sẽ like quần sau đấy ạ. Rồi chị ơi, em hỏi áo treo sau bao nhiêu tiền? Bạn Thu Nguyên ơi, bạn hỏi áo treo sau là áo nào nhỉ bạn nhỉ? Nhanh tay comment cho mình đi nào. Rồi nhanh tay comment cho mình là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Quay ra chia sẻ bài livestream của mình ít nhất là 5 lần này, 2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn thôi để zin ngay được cái em áo sơ mi này với giá là 29.000 nhá. Rồi bạn Khánh Huyền Nguyễn ơi, mình có đấy bạn nhá. Rồi mình có đấy bạn Lê Thị Cẩm Ly đấy. Mình thấy comment của tất cả các bạn nhá, cho nên là ai lấy cái gì thì cứ comment cho mình cái đó nhá. Rồi nhanh tay vào comment và chia sẻ cho mình nhá. Chia sẻ cho mình thật nhiều lên các hội nhóm lớn đi nào. Rồi lên mốc 300 người xem thì bắt đầu mình sẽ bán nhá các bạn nhá. Lên mốc 300 người xem giúp mình đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên mốc 300 giúp mình đi nào. Rồi hơn 200 người đây, mỗi người mời cho mình 1 đến 2 người bạn vào xem và cố gắng chia sẻ cho mình thật nhiều các lên các hội nhóm lớn, mời các bạn bè vào xem để zin ngay cái áo sơ mi mình đang mặc với giá là 29.000 về nhà nhá. Áo sơ mi cực kỳ là thích luôn nhá. Đây các bạn có thể xem này, cực kỳ là thích luôn, chỉ bán với giá là 29.000. Rồi 60kg bạn ốc nhồi ơi, ốc nhồi ơi, 60kg có vừa nhá. 62kg không vừa luôn nhá bạn Nhiêu Hoàng nhá. Cái áo mình đang mặc có size ML cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg nữa nhá. Còn các bạn nào trên 60kg là không vừa luôn đâu đấy ạ. Trên 60kg là không vừa đâu nha các chị nha. Rồi áo chị đang mặc bao nhiêu ạ? 29k nha các chị nha. Rồi nhanh tay vào comment cho em đi nào. Comment cho em nào. Sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi 60 người nữa thôi, 60 người nữa thôi thì bên em sẽ bán luôn cái áo sơ mi này với giá là 29k rồi đấy ạ. Nhanh tay comment và chia sẻ cho em đi nào. Những chị nào đã vừa nay đã comment ở đây thì ngay lập tức quay ra chia sẻ nhá. Những chị nào đã chia sẻ rồi mà chưa comment thì ngay lập tức vào comment cho em đi nào. Rồi chị Gió Biển ơi, chị đợi một lúc nhá. Thêm 60 người nữa đạt mốc 300 người xem thì em bắt đầu mới bán nhá chị Gió Biển nha. Đạt đúng mốc rồi em đi ạ. Rồi bên em có trễ vai nhá bạn Hằng nha, bạn Hằng có thể inbox cho mình để lấy áo trễ vai nhá. Rồi bên em có ship nha các chị nhá. Bên em ship toàn quốc đấy ạ. Rồi nhanh tay vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số điện thoại cho em đi nào. Quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần trang cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm lớn. Rồi em bắt đầu có kết quả rồi nhá. Bên em bắt đầu có kết quả của chị đầu tiên luôn rồi đấy ạ. Cho những chị nào chưa comment thì ngay lập tức ra comment. Và những chị nào chưa chia sẻ thì ngay lập tức vào chia sẻ thế nào. Khi em công bố các chị mà được mua cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29k mà các chị ấy không có mặt ở đây thì bên em sẽ hủy luôn nhá. Rồi em sẽ công bố chị đầu tiên này. Em sẽ công bố chị đầu tiên để cho các chị lấy động lực để mà chia sẻ nhá. Chị đầu tiên mua được áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 là chị Mai Thị Bích Hậu nhá. Chị Mai Thị Bích Hậu ngay lập tức vào inbox cho em nào. Chị chia sẻ cực kỳ là nhiều luôn. Chia sẻ cực kỳ là nhiều trên các hội nhóm lớn luôn nhá. Rồi ok chị Bích Hậu nhá. Bích Hậu ngay lập tức vào inbox cho em để nhắn tin cho em về địa chỉ ship nhá và màu các chị yêu thích nào. Rồi bây giờ còn những chị nào mà muốn mua cái áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 thì ngay lập tức vào comment và chia sẻ đi nào. Ok chị Mai Thị Bích Hậu nha. Rồi còn chị nào mà muốn mua nữa áo sơ mi em đang mặc với giá là 29.000 thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k và để lại cho em số điện thoại, quay ra chia sẻ bài livestream của em ít nhất là 5 lần này,
2 lần trên trang cá nhân và 3 lần trên hội nhóm lớn thôi để mua ngay cái áo sơ mi này với giá là 29.000 rồi đấy. Tôi, chị Mai Thị Bích Hậu là người đầu tiên sở hữu được cái em áo sơ mi này với giá là 29k nhá. Rồi còn chị nào? Còn chị nào muốn mua cái áo sơ mi này thì ngay lập tức vào comment cho em là sơ mi 29k kèm màu kèm số. Rồi các chị ơi, rất là đơn giản đúng không? Luật chơi rất là đơn giản thôi, chỉ cần làm hai bước cơ bản thôi. Đấy là comment cho em là sơ mi 29k màu các chị muốn mua, em giơ từng màu cho chị xem nhá. Màu hoa đen này, hoa hồng này, hồng nhạt này, màu xanh các chị nhá, với cả màu xanh. Và màu xanh như mẫu vừa mặc các chị nhá, chỉ 29.000 thôi các chị nhá. Full size S, M, L từ 40 cho đến 60kg các chị nhá. Các chị ơi, giá bán bình thường của nó là hơn 300.000 cơ, nhưng mà ngày hôm nay chơi mini game bán cho các khách hàng với giá chỉ có 29.000 thôi các chị nhá. Bán để lấy tương tác thôi, cho nên các chị phải chia sẻ thật nhiều lên cho em các chị nhá. Giờ mẫu nhà em sẽ đi đổi sang một cái mẫu khác các chị nhá. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần comment là sơ mi 29k màu các chị muốn mua, quay ra chia sẻ cho em tiếp ít nhất là 5 lần nhá, 2 lần lên Facebook cá nhân chỉ được công khai và 3 lần lên các trang chợ lớn đó chị nhá. Các trang chợ lớn như là Hà Nội Dọn Nhà Chợ Đốt Chật này, Tâm Sự Adam và Eva, hoặc bất kỳ những cái trang nào mà mọi người ở trong đấy đông thành viên nữa chị nhá. Màu đen này, màu hồng này, hồng hoa to này, màu xanh này, 5 màu các chị nhá. Nhanh tay comment cho em là sơ mi 29k màu các chị muốn mua, tiếp tục quay ra chia sẻ cho em. Mọi người nhớ là phải làm đầy đủ hai bước nhá. Chỉ comment mà không chia sẻ thì không được mua với giá 29k, mà chia sẻ mà không comment cũng không được mua với giá 29k đâu mọi người nhá. Hai bước, phải làm đủ hai bước cho em nhá. Comment là sơ mi 29k màu các chị muốn mua này, màu đen này, màu hồng này, với cả màu xanh các chị nhá. Quay ra chia sẻ cho em ít nhất là 2 lần, nhớ là phải để lại cho em số điện thoại ạ. Sơ mi 29k màu các chị muốn mua, để lại số điện thoại, quay ra chia sẻ cho em ít nhất là 2 lần nữa chị nhá. Có size S, M, L từ 40 cho đến 60kg là vừa thoải mái luôn các chị nhá. Rồi nhanh tay chia sẻ lên cho em các chị ơi, thấy lại tụt rồi, lại tụt view rồi. Tụt view thì không bán được đâu các chị nhá, tụt view thì không bán được đâu, bởi vì em đã công bố một chị rồi. Rất là đẹp đấy các chị. Comment cho em là sơ mi 29k màu các chị muốn mua, quay ra chia sẻ cho em ít nhất là 5 lần, lên các hội nhóm lớn các chị nhá. Lên các hội nhóm lớn cho em, chia sẻ ít nhất là 5 lần cho em, 2 lần Facebook cá nhân và 3 lần lên các trang chợ lớn cho em các chị nhá. Chị nào mà muốn mua cái áo sơ mi vừa nãy thì ngay lập tức vào chia sẻ cho em đi nào. Ngay lập tức vào chia sẻ cái buổi livestream của em để dinh ngay cái áo sơ mi vừa nãy, lúc nãy với giá là 29.000 nha các chị nhá. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần comment và chia sẻ thôi. Rồi bây giờ, rồi các chị ơi, bây giờ âm thầm chia sẻ cho em nhá. Đạt lên mốc 300 người xem thì em bắt đầu công bố chị tiếp theo nhá. Vừa nãy chưa đạt mốc 300 người xem nhưng em đã công bố chị đầu tiên để lấy động lực, để lấy động lực cho các chị chia sẻ rồi đấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu bán luôn. À bây giờ trong lúc chờ đợi lên 300 người xem thì em sẽ bán luôn cái áo sơ mi em đang mặc nhé các chị nhá. Rồi trong lúc chờ đợi, trong lúc chờ đợi người xem thì em bắt đầu like luôn cái áo sơ mi em đang mặc này. Cái áo em sơ mi em đang mặc cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 63kg nhá. Có size S, M, L cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 63kg đấy ạ. Rồi chị nào mà lấy áo sơ mi này thì ngay lập tức vào comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại nhé các chị nhá. Cái áo sơ mi em đang mặc đây với giá là 175.000 đấy ạ. Mã sản phẩm chính là giá của sản phẩm nhé các chị nhá. Rồi các chị ơi, 29k không phải là sơ mi trắng đâu nha các chị nhá. Cái áo sơ mi trắng em đang mặc là với giá là 175.000 đấy ạ. 175.000 với em áo sơ mi trắng này nhá các chị nhá. Chị nào mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại cho em đi nào. 175 để lại cho em số điện thoại đi nào. Hàng là hàng xuất nhá các chị nhá. Hàng của nó là hàng Uniqlo. Các chị không nhăn đâu đấy ạ. Giặt không nhăn nhá các chị nhá. Giặt thoải mái, không bao giờ nhăn, không bao giờ nhàu luôn đấy ạ. Các chị giặt máy giặt thoải mái luôn. Hàng này không phải như hàng ngoài chợ đâu ạ. Cho nên những chị nào mà muốn mua áo sơ mi này thì cứ comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại nhá. Bên em chỉ còn đúng 20 suất thôi đấy ạ. Rồi bạn BB bạn hỏi gì nhỉ? Rồi nhanh tay bạn Sỉ đúng không ạ? Sỉ không em ơi? Bạn Trương Thị Dung ơi, bên em có Sỉ nha các bạn nhá. Rồi ok, chị Trâm Võ này. Trâm Võ ơi, bên em còn đúng 19 suất nữa nào. Còn 19 chị, cho 19 chị nhanh tay nhất để mua ngay cái áo sơ mi này với giá là 175.000 nha các chị nha. Rồi bạn là BB hỏi gì nhỉ? Còn 10 đúng 19 suất nữa thôi. Cái áo sơ mi này cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến
đến 63kg nhá các chị nhá. Từ 40 đến 63kg đấy ạ. Rồi ai mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại giúp mình đi nào. Rồi bạn Trương Thị Dung ơi, inbox cho mình đi nha, bạn Trương Thị Dung nha. Các chị ơi, bên em chỉ còn đúng 20 suất để bán với cái giá này, với giá là 175.000 nhá. Giá bình thường của nó là 300.000, nhưng hiện tại bên em đang sale chỉ với giá là 175.000 thôi đấy ạ. Còn đúng 19 suất nữa cho các chị nào, cho các chị nào đặt nhá các chị nhá. Rồi sơ mi hoa tin em sẽ like lại nhá, bạn Ánh Nguyệt nhá. Rồi tin ơi, sơ mi hoa em sẽ like lại đấy ạ. Rồi còn 19 chị quẹt comment nhất để dinh ngay cái áo sơ mi này với giá là 175.000 nào. Rồi áo này thích lắm rồi, ok chị Bảo Trang nhá. Đúng là áo này bên em rất là nhiều khách lấy và bảo là nhận bảo rất là thích luôn nhá các chị nhá. Bởi vì các chị mua rất là nhiều rồi, bởi vì chất vải của nó cực kỳ là thích luôn đấy ạ. Các chị giặt máy giặt không bao giờ nhăn nhá các chị nhá. Không phải hàng ngoài chợ đâu ạ. Cho nên chị nào mà lấy cái áo sơ mi này thì ngay lập tức vào comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại DN nào. Rồi 42kg có vừa nhá các chị nhá. 42kg có vừa đấy ạ. Cái áo sơ mi em đang mặc có size SML cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 63kg là vừa nhá các chị nhá. Rồi áo em đang mặc là 175.000 nhá chị Đỗ Thị Xuân Thùy nhá. Còn đúng 19 suất nữa để bên em bán cái áo sơ mi này với giá là 175.000 đấy ạ. Chị nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho em là 175 và để lại cho em số điện thoại đi nào. Rồi bạn Ngọc Tuyết, bạn lấy váy đỏ này thì bạn inbox cho mình nha. 55kg có vừa đấy nhá. Cái áo sơ mi mình đang mặc cho các bạn có một màu đấy ạ. Một màu duy nhất là màu trắng này nhá, cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 63kg nhá. Sơ mi trắng tay sát nách 55kg có vừa nhá bạn Thọ Nguyễn nhá. Rồi bạn nào mà lấy áo sơ mi này thì cứ comment cho mình là 175 và để lại cho mình số điện thoại. Mã sản phẩm chính là giá của sản phẩm nhá, 175.000 đấy ạ. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình là 175, để lại cho mình số điện thoại cho mình nhá. Có size L nha bạn nha. Cái áo mình đang mặc có size SML cho bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là vừa nhá. Từ 40 đến 63 luôn đấy ạ. Rồi 175.000 nha. 175.000 rồi đấy ạ. Chị ơi, chị Bảo Trang ơi, tin em sẽ like lại nha các chị nha. Tin em sẽ like lại cái áo hoa đấy ạ. Còn bạn nào mà để áo sơ mi này thì cứ comment cho mình là 175 và để lại cho mình số điện thoại nhá. Rồi ok bạn Khoảng Lặng nha. Còn 15 suất nữa, 15 suất nữa để mình bán cái áo sơ mi này với giá là 175.000 đấy ạ. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức vào comment cho mình là 175 và để lại cho mình số điện thoại đi nào. Đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy này, áo là hàng của Uniqlo, hàng Việt Nam xuất khẩu luôn đấy nhá. Rồi show em ở 46 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đấy ạ. Có váy hoa không? Có nhá, bên em có váy hoa đấy ạ. Bạn Nguyễn Thị Kim Hồng, bạn mà muốn hỏi váy hoa nào thì bạn cứ inbox cho mình nhá. Còn bạn nào mà lấy áo sơ mi này thì comment cho mình là 175 để lại cho mình số điện thoại cho mình đi nào. 175 để lại cho mình số điện thoại nhá. Chỉ 175.000 thôi đấy ạ. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm thôi nhá. Áo mình đang mặc có size SML cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 63kg luôn nhá. Từ 40 đến 63kg mặc vừa luôn đấy ạ. Áo này không nhàu luôn nhá các bạn nhá. Không nhàu luôn đấy ạ. Rồi bây giờ sẽ thay cái mẫu sơn hoa nhá. Lại màu này. Rồi các chị đợi em một tí nhá. Mà giờ mẫu thì em sẽ đổi sang mẫu sơ mi hoa cho đỡ lẫn các chị nhá. Sơ mi trắng hay không nhăn của Uniqlo các chị nhá. Có size SML từ 40 cho đến 60kg mặc thoải mái các chị nhá. Nhỏ quá. Rồi các chị ơi, sơ mi 29k hết rồi, mọi người ngừng comment 29k cho em nhá. Bên đây là 46 Thượng Đình ạ. 46 Thượng Đình các chị nhá. Ôi giời, bảo sao từ nãy giờ không nghe thấy gì. Rồi nhá, em chỉ còn đúng 10 suất. Sơ mi trắng để bán với giá là 175.000 thôi các chị nhá. Còn đúng 10 suất thôi. 175.000 các chị ơi, còn đúng 10 chiếc thôi. Còn đúng 10 chiếc sơ mi không nhăn là của Uniqlo. Có tất cả là có 10, còn 10 cái thôi. 175.000 các chị ơi, 175.000, 300.000 nhà em sale ngày hôm nay chỉ còn 175.000 thôi. Còn đúng 10 suất thôi các chị nhá. 10 suất cho 10 bạn comment nhanh tay nhất cho em, đấy là 175 số điện thoại và địa chỉ ship hàng các chị nhá. Comment cho em là 175 số điện thoại và địa chỉ ship hàng. Mã sản phẩm chính là giá của sản phẩm các chị nha. 175.000 thôi các chị nha. Có size SML từ 40 cho đến 60kg ạ. 52kg vừa chị Châm Võ ơi. Chị chỉ việc đặt hàng thôi, bên em sẽ có người gọi điện tư vấn size cho chị nhá. 175.000 các chị ơi, 175.000 thôi các chị nha. Sơ mi trắng chỉ 175.000 thôi. Còn đúng 10 suất thôi các chị nhá. Rồi chị Oanh Kim ơi, 7100 của chị chắc là cái hàng gì ấy chị nhá. Hàng này có rất là nhiều loại chị nhá. Hàng nhà em chỉ hàng bán hàng chuẩn thôi chị ạ. Hàng chuẩn xuất khẩu thôi chị nhá. 175.000 các chị nhá.
còn đúng 9 suất nữa thôi với giá là 175.000 ạ. Đặt hàng thì nhanh tay comment cho em là 175 màu đó, màu đó. Comment cho em là 175 ạ. Số điện thoại và địa chỉ ship hàng đó chị nha. Rồi, vừa nãy rất là nhiều chị hỏi cái áo sơ mi hoa này đúng không ạ? Bên này sẽ like sơ mi hoa nhá. Còn chị nào mà đã bị out, còn chị nào mà out ra rồi thì ngay lập tức vào ngay cái buổi live stream ngày hôm nay của em đi nào. Rồi. Rồi, bây giờ những chị nào mà vừa nãy out ra Hồng Ngấm nhá. Còn chị nào mà cứ lấy áo sơ mi trắng vừa nãy thì cứ comment cho em là 175 kèm màu 175 và để lại cho em số điện thoại để mua nghe áo sơ mi trắng nhá. Rồi, bây giờ em sẽ mời với bạn Hồ Trúc Bích Hồ Trúc Linh ơi, chắc là do mạng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ like luôn cái áo sơ mi mình đang mặc đấy ạ. Cái áo sơ mi mình đang mặc bên mình đang bán với cái giá là 270.000 nhá các bạn nhá. Bình thường giá của nó là 350.000, nhưng hiện tại bên mình đang sale với giá là 270.000 đấy ạ. Áo sơ mi này có tất cả là 5 màu này. Màu mình đang mặc là màu xanh lam nhá. Ngoài ra còn có màu đen, màu hồng. Hồng này mình sẽ gọi là hồng hoa to nhá. Tiếp đến là hồng hoa nhỏ, hồng này hồng hoa nhỏ nhá. Ngoài ra còn có hồng hoa to này. Màu này là màu xanh nước biển nhá. Còn màu mình đang mặc là màu xanh lam đấy ạ. Mình đang bán áo này với giá là 290.000 bạn, 270.000. Bạn nào mà lấy áo này thì comment cho mình là 270 xanh lam, đen, hồng nhỏ, hồng to và xanh nước biển. Để lại cho mình số điện thoại cho mình nhá. Có váy hoa đi biển không bạn? Bạn Thanh Mon ơi, bạn inbox cho mình nhá. Bên mình rất là nhiều mẫu nhá. Các bạn inbox cho mình những cái mẫu nào mà hôm nay mình không like thì các bạn có thể inbox cho mình nhá. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn đấy ạ. Cái áo sơ mi mình đang mặc bên mình đang bán với cái giá là 270.000. Còn đúng 20 suất duy nhất để mình bán cái áo sơ mi mình đang mặc với giá là 270.000 nhá. Cho bạn nào nhanh tay nhất đấy ạ. Rồi, ship Quảng Ninh bao nhiêu bạn? Bạn làm lại từ đầu ơi. Ship bên mình ship toàn quốc là 35.000 nhá các bạn nhá. 270.000 nhá bạn Đàm Phương Nghĩa nhá. 270.000 với áo sơ mi mình đang mặc đấy ạ. Bạn nào lấy màu nào thì comment cho mình màu đấy và kèm mã và số điện thoại giúp mình nhá. Phải có số điện thoại thì bên mình mới chốt được đơn nhá. Comment cho mình là 270 xanh lam, đen, hồng nhỏ, hồng to và xanh nước biển. Để lại cho mình số điện thoại. Cái áo sơ mi mình đang mặc có size SML cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là vừa nhá các bạn nhá. Có váy von. Có nha bạn là Cherry Nhi nhá. Bạn có thể inbox cho mình nhá. Bên mình mẫu gì cũng có luôn đấy ạ. Bạn đang hỏi áo vải von hả bạn? À đúng rồi, áo này là áo chất của nó là vải von đấy các bạn nhá. Cực kỳ là mát luôn đấy ạ. Có size nhá bạn, làm lại từ đầu nhá. Có size cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60kg là vừa nhá. Từ 40 đến 60kg luôn đấy ạ. Bạn nào mà lấy cái áo này thì ngay lập tức vào comment cho mình là 270 để lại màu và số điện thoại cho mình đi nào. 270.000 nhá bạn Ngọc Anh Trần nhá. 270.000 em áo sơ mi này đấy ạ. Bạn Nguyễn Hà ơi, bạn hỏi gì nhỉ? Mờ quá bạn ơi, chắc là do mạng nhá bạn nhá. Áo của nó là 270.000 đấy ạ. Cho bạn nào nhanh tay nhất nhá, 20 suất duy nhất cho bạn nào nhanh tay nhất đấy ạ. Bạn nào mà lấy thì comment cho mình là 270 này, xanh lam, đen, hồng nhỏ, hồng to và xanh nước biển. Để lại cho mình. Rồi đây bạn xem mẫu màu hồng đúng không ạ? Đây màu hồng nhé bạn nhá. Đây có hai mẫu đây này. Hồng bên này là hồng to, mẫu hồng bên này hồng nhỏ các bạn nhá. Mình có thể ướm vào người cho các bạn xem này. Cực kỳ là xinh luôn nhá các bạn nhá. 270.000 thôi đấy ạ. Bạn ơi, 29 à? Đúng rồi ạ. Bạn bảo cha mình chỉ bán từ đầu buổi livestream thôi nhá. Các bạn phải vào nhanh từ đầu buổi livestream thì mới mua được với cái giá đấy ạ. Rồi còn hồng này là hồng nhỏ nhá các bạn nhá. 270.000 nhá các bạn nhá. Đặt chị Nguyễn Hà ơi, có thấy bảo đâu? Đặt chị Nguyễn Hà ơi, để chị comment cho em là 175 để lại cho em số điện thoại để mua cái áo trắng nhá chị Nguyễn Hà nhá. Comment cho em 175 và để lại cho em số điện thoại để mua ngay cái áo sơ mi trắng nhá chị Nguyễn Hà nhá. Rồi còn chị nào mà mua áo sơ mi hoa này thì comment cho em là 270 để lại màu và số điện thoại nhá. Có tất cả là 5 màu cho các chị lựa chọn đấy ạ. Chị nào lấy màu nào thì comment ngay cho em màu đấy nhá. Có áo sơ mi dáng dài không chị? Rồi chị Nguyễn okay. Hà ơi, rồi ok chị Nguyễn Hà nhá. Thì chị comment rồi thì em chốt đơn cho chị rồi nhá. Mua hai cái có phí có free ship ạ. Bạn Nuna Nuni. Bạn ơi, bạn mua hai chiếc. Bạn mà mua hai chiếc thì bạn phải chuyển khoản luôn thì bên mình mới free ship cho bạn nhá. Rồi 270.000 nhá các bạn nhá. Bảo Trang com
nào mà lấy cái áo này thì comment cho mình là 270 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 270.000 một em áo này đấy ạ. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm. Bạn nào lấy màu nào thì comment cho mình màu đó nhá. 270.000 thôi đấy ạ. Áo này có size S, ML cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40. Bạn Lan Hương cho chị chưa? Comment đúng cấu trúc. Các chị ơi, chỉ cần comment đúng cấu trúc là bên em chị Duy Dung ơi, 270 hồng có size S. Rồi Duy Dung để lại cho mình số điện thoại nào. Chị Lan Hương ơi, chị comment đúng cấu trúc chưa nhỉ? Các chị ơi, phải comment đúng cấu trúc cho mình nhá. Comment cho em là 270 cộng màu cộng số điện thoại. Đừng bảo là comment cho em cái này, lấy cho em cái này, lấy cho em cái kia mà bên em không thể nào biết được lấy cho các chị cái nào đâu nhá. Cho nên các chị nào đặt mẫu nào thì phải comment đúng cho em cấu trúc nhá. 270 màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại là bên em đã chốt cho các chị cái áo hoa này rồi đấy ạ. Rồi 55 ký có vừa nhá chị Cường Nguyễn nhá. 55 ký có vừa đấy ạ. Chị làm đúng đây. Rồi ai mà lấy áo này thì ngay lập tức comment cho em là 270 kèm màu kèm số điện thoại dây đi nào. 270 màu em đang mặc là màu xanh lam. Ngoài ra còn có hồng này, hồng nhỏ, hồng to, đen và xanh nhá các chị nhá. Chỉ với giá là 270.000 thôi đấy ạ. Mỏng quá. Rồi các chị ơi, cái này mỏng nhưng không hề lộ đâu các chị nhá. Có quần jean không? Chị ơi có quần jean nhá, rất là nhiều luôn. Các chị inbox cho bên em, các chị cần mẫu nào các chị inbox cho bên em đi ạ. Áo này các chị nhá, không hề lộ đâu các chị ơi. Đây ạ, mẫu mặc này ạ, như này. Rất là bình thường. 270.000 các chị nhá. 270 ạ, đặt hàng thì comment cho em là 270. 270 màu cộng với số điện thoại. Ok chị Lan Hương ạ. Rồi mã sản phẩm chính là giá của sản phẩm các chị nhá. Giá của áo là 270.000 các chị nhá. 270.000 ạ. Màu xanh này, màu đen này, màu hồng hoa to này, hồng nhỏ này, với cả màu xanh lam như mẫu mặc các chị nhá. 270.000. Đặt hàng thì comment cho em là 270 số điện thoại và địa chỉ ship hàng các chị nhá. Áo có size S, ML từ 40 cho đến 60 kg là mặc được các chị nhá. Từ 40 đến 60 kg là mặc đẹp luôn các chị nhá. 270.000 ạ. Đặt hàng thì nhanh tay comment nhé, em chỉ còn đúng 10 cái nữa thôi. 10 cái để bán áo hoa này với giá là 270.000 các chị nhá. Comment cho em là 270. Màu các chị muốn mua để lại cho em số điện thoại. Chị Lan Hương ơi, số điện thoại của chị sai rồi. Chị Lan Hương ơi, 29k em đã công bố người được mua rồi chị nhá. Từng mốc ạ, mỗi mốc sẽ là một người mua chị nhá, chứ không phải là ai cũng được mua với giá 29k thì chết rồi chị. Em đã công bố trên live stream rồi chị nhá. Còn áo của giá, áo bây giờ là em bán với giá sale đấy là 270.000. Chị ơi không hề mỏng một tí nào luôn chị nhá. Đây ạ, không mỏng một tí nào luôn. Áo hoa ạ, màu xanh nữa. 290. Chị nào mà lấy cái áo con đấy thì cứ comment cho em là 270 màu các chị yêu thích và để lại cho em số điện thoại nha các chị nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển váy chị không mua nữa nha. Rồi ok chị Lan Hương nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu em đang mặc đấy ạ. Cái mẫu em đang mặc bên em đang bán với cái giá là 290.000 nha các chị nhá. Có tất cả là hai màu. Màu em đang mặc là màu trắng, ngoài ra còn có màu xanh nha các chị nhá. Chị nào rồi bây giờ sẽ chuyển sang cái mẫu này nha các chị nha. Cái mẫu này bên em đang sale với giá là 290.000 đấy ạ. Cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65. Từ 40 đến 65 kg là vừa nha các chị nhá. Chỉ bán với cái giá là 290.000 đấy ạ. Chị nào mà lấy cái mẫu này thì comment cho em là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho em số điện thoại nhá. 290 trắng hoặc xanh để lại cho em số điện thoại để mua ngay cái em mua ngay cái em váy này với giá là 290.000 các chị nhá. Cực kỳ là thích luôn đấy ạ, vải von cực kỳ là thích. Các chị có thể mặc đi chơi, đi bất cứ đâu đều được nhá các chị nhá. Mặc cực kỳ là nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Bên em đang bán với cái giá là 290.000. Chị nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho em là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho em số điện thoại nhá. Đã không bố ai trúng được giá chị đâu. Chị Trâm Phó ơi, em công bố rồi đấy ạ. Chị tin đó, chị có thể là xem lại like nhá chị nhá. Em công bố chị và chị đã vào inbox cho em rồi nhá chị Trâm Phó nhá. Chị nào mà lấy cái áo này váy này thì comment cho em là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho em số điện thoại như nào. 290 trắng hoặc xanh để lại cho em số điện thoại nhá. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm luôn đấy ạ. Cho các chị nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 57 kg à đến 65 kg luôn nhá.
từ 40 đến 65 kg là mặc vừa luôn cái em áo này, váy này đấy ạ. Chị nào mà lấy mẫu này thì ngay lập tức comment cho em là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho em số điện thoại nhá. Em sẽ xoay một vòng cho các chị nha. 290.000 một em nhá các chị nhá, mặc cực kỳ là thoải mái luôn đấy ạ. Chất vải cực kỳ là nhẹ nhàng, mặc cực kỳ là thoải mái luôn. Ai mà lấy thì ngay lập tức comment cho em là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho em số điện thoại. 290.000 nhá bạn VB nhá. Bạn Tuyến Nguyễn ơi, 290.000 em váy à, váy này đấy ạ. Bạn nào lấy màu nào thì comment cho mình màu đấy. Mỗi màu bên mình chỉ có đúng một chiếc thôi đấy ạ. Rồi ok bạn Văn Nguyễn nhá. Một chiếc. Dạ, mỗi màu còn một chiếc. À còn một chiếc. Rồi nhanh tay comment cho mình đi nào. Rồi ok Văn Nguyễn nhá. Mình chốt cho bạn Văn Nguyễn đấy ạ. Rồi 50 cân là bạn mặc cực đẹp luôn, mình 50 cân luôn nhé bạn nhé. Bạn nào mà lấy cái này thì ngay lập tức comment cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại đi nào. 290 trắng hoặc xanh để lại cho mình số điện thoại để mua ngay cái váy em mình đang mặc với giá là 290.000 nhá. Cái váy mình đang mặc có size S, M, L cho bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65 kg luôn nhé bạn nhé. Rồi áo 29k là bên mình hết rồi nhé bạn Thu Nguyễn nhá. Thế thì chắc là cũng có lúc là cái lúc mà mình công bố thì bạn có thể là bạn đi đâu rồi nhá, bởi vì mình 65kg màu xanh mặc được nhá, bạn Nguyễn Thị Diễm Thúy nhá, 65kg mặc được đấy ạ. Đây bạn có thể nhìn thấy dáng áo này, có size S, M, L từ 40 đến 65kg luôn. Đây bạn nhìn thấy là cực kỳ là thoải mái luôn, cực kỳ là rộng rãi và nhẹ nhàng luôn nhá bạn Nguyễn Thị Diễm Thúy nhá. Bạn mà lấy thì comment cho mình là 290 xanh để lại cho mình số điện thoại thế nào. Còn bạn nào mà muốn mua cái váy này thì cứ comment cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại nhá. 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại nào. Hương Khở có áo cộc trễ vai không bạn? Bên mình có áo cộc trễ vai nhá bạn nha. Bạn inbox cho mình nhá bạn ở Hương Khở nhá. Các bạn khi mà mình like ở đây, các bạn nào có thể không thấy mình like mẫu nào thì các bạn có thể inbox cho mình nhá. Gì có. Bên mình cái gì cũng có luôn đấy ạ. Rồi 290.000 nhá bạn ạ. Út Phương Hằng đấy ạ, 290.000 một em váy này. Có tất cả là hai màu. Màu mình đang mặc là màu trắng này. Ngoài ra còn có màu xanh, 290.000 một em thôi đấy ạ. Bạn nào lấy màu nào thì comment cho mình màu đấy nhá. 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại. Giá bình thường của nó là 350. Nhưng duy nhất trong cái live stream này bên mình bán với cái giá là 290.000 các bạn nhá. Bạn Lip mặc đi nào. Bạn giật nắng ơi, bổ sung cho mình số điện thoại đi nào. Bạn ơi, đặt hàng thì phải comment đúng cấu trúc cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm các bạn nhé. Phải comment cho mình cả mã cả số điện thoại. Không có số điện thoại thì bên mình không thể nào chốt được cho các bạn nhé. Rồi giọt nắng ngay lập tức vào inbox cho mình đi nào. À ngay lập tức bổ sung cho mình số điện thoại đi nào. Cho em xem mẫu áo sơ mi khác đi. Rồi ok bạn làm lại từ đầu nha. Giọt nắng 55kg mặc vừa luôn nhé bạn giọt nắng nha. Cái áo này mình đã váy mình đã mặc cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg nhá. Bởi vì váy này có size ML đấy ạ. Giọt nắng bổ sung cho mình số điện thoại đi nào. Các bạn ơi đặt hàng, bởi vì trước khi đặt hàng bên mình sẽ gọi điện tư vấn và hỏi các bạn về size, hỏi các bạn về cân nặng và chiều cao để bên mình tư vấn về size nhá. Cho nên các bạn đặt hàng không bao giờ phải lo đâu ạ. Các bạn đặt hàng thì chỉ cần đặt thôi, bên mình sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn đấy ạ. Rồi ok bạn à, Kim Quyền Trương nha. Rồi ok bạn Kim Quyền Trương đấy ạ. Hà Trần sơ mi đi, tí nữa mình sẽ like sơ mi nha bạn nhá. Rồi giọt nắng bổ sung cho mình số điện thoại đi nào. Còn bạn nào mà lấy mẫu này thì comment cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm luôn đấy ạ. 290.000 một em thôi, cho nên cực kỳ là rẻ luôn đúng không ạ. Rồi tí nữa mình sẽ like sơ mi sau nhá. Thế là 70 cân cũng vừa size L luôn. Cái váy này kể cả 70 cân cũng vừa luôn nhá các bạn nhá. Bởi vì size L nó cực kỳ là to luôn đấy ạ. Rồi bạn Yến Yến, bạn clip áo kiểu nào nhờ bạn nhờ, bạn có thể inbox cho mình nhá. Rồi có size XL không bạn? Bạn Thủy Tiên ơi, bạn bao nhiêu cân nhỉ? Bởi vì cái áo này kể cả có size L bên mình, kể cả 70kg cũng mặc vừa rồi nhá. Size L thì 70kg cũng mặc vừa cái váy này luôn đấy ạ. Bạn nào mà lấy cái váy này thì comment cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại đi nào. Rồi bạn Phương Thẩm ơi, bổ sung cho mình số điện thoại đi nào. Các bạn ơi đặt hàng thì phải comment đúng cấu trúc của mình nhá. 290 trắng hoặc đen và để lại cho mình số điện thoại nhá. Mã sản phẩm chính là giá sản phẩm luôn đấy ạ. Bạn nào đặt mẫu nào thì phải comment cho mình mẫu đấy nhá. Rồi Phương Thẩm ngay lập tức bổ sung cho mình số điện thoại đi nào để mình chốt cho bạn cái áo. Cái màu này, màu này không phải màu đen nữa nhá bạn nhá. Màu của nó là màu xanh nhá. Đây màu xanh của nó đẹp lắm luôn đấy bạn. Rồi ok Phương Thẩm nha, mình chốt cho Phương Thẩm này. Nhiều không một áo.
bạn Nguyệt Phạm ơi. Nhiều ca một áo. Bạn ơi, cái áo này là 290.000 nha bạn nhá. 290.000 một cái em váy này ạ, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn các bạn nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy trong clip này, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn, mặc như không mặc gì luôn nhá các bạn nhá. Mặc cực kỳ là mềm mại luôn đấy ạ. Thậm chí mặc đi ngủ cũng được luôn, đi chơi, đi bời, đi ngủ cũng được luôn đấy ạ. Thế ai mà lấy cái mẫu này thì comment cho mình là 290 trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại đi nào. 290 trắng hoặc xanh để lại cho mình số điện thoại để mua ngay cái em áo này với giá là, nhà em váy này với giá là 290.000 nhá. Cực kỳ là nhẹ nhàng luôn ạ. Bao nhiêu ký mặc vừa bạn ạ? Từ 50 đến 70 ký nhá bạn ạ. Mina định nhá. Bởi vì cái váy này mình bên mình có size S, M, L cho bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 70 ký cũng vừa luôn nhá, bởi vì size L của nó cực kỳ là to luôn đấy ạ. Bạn nào lấy cái mẫu nào thì ngay lập tức vào comment cho mình mẫu đấy nhá. 290 trắng hoặc đen và trắng hoặc xanh và để lại cho mình số điện thoại đi nào. 290 trắng hoặc xanh để lại cho mình số điện thoại để mua ngay cái em áo váy này với giá là 290.000 nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dơ các cái mẫu. Mẫu còn 1-2 cái nhá, bởi vì rất là nhiều người hỏi là áo kiểu không ạ. Bây giờ mình sẽ dơ mẫu 1-2 cái nhá, để khi mà mình đọc cái mẫu 60 cân mặc được nữa. Bạn bao nhiêu tiền mỗi váy em cầm? Bạn Trần Vân ơi, váy mình đang mặc bên mình đang bán với giá là 290.000 nha bạn nha. 290.000 một cái váy mình đã mặc đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dơ từng mẫu áo kiểu ra nhá. Bạn nào thích cái mẫu nào thì chốt cho mình nhanh okay, nhá. Giọt nắng. Rồi ok, giọt nắng này. Bây giờ mình sẽ dơ ra cái mẫu áo này nhá. Áo này áo hở vai nhá các bạn nhá. 170. Rồi áo hở vai này bên mình đang bán với cái giá là 170.000 nhá các bạn nhá. Chất vải cực kỳ là thích luôn, mặc mát lắm luôn đi. Mặc mát lắm luôn đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dơ áo kiểu cho các bạn xem. Bạn nào mà lấy cái mẫu này thì comment cho mình là 170 và để lại cho mình 170 và để lại cho mình số điện thoại đi nào. Còn 5 chiếc bán với giá là 170.000 nhá các bạn nhá. 170.000 luôn đấy ạ. Bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60 kg cũng vừa luôn nhá. 40 đến 60 kg cũng vừa luôn đấy ạ. Đây bên mình đang bán với cái giá 170.000 này. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình là 170 và để lại cho mình số điện thoại. Hàng của nó là hàng xuất Nhật nhá các bạn nhá. Hàng xuất Nhật luôn đấy ạ. Ai mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình là 170 và để lại cho mình số điện thoại nào. Còn đúng 5 chiếc thôi. 5 chiếc để bên mình bán với cái giá là 170.000 nhá. Đây mình có thể ướm lên người cho các bạn xem này. Cực kỳ là xinh luôn, hở vai này. Các bạn có thể nhìn thấy hở vai cực kỳ là điệu đà luôn đấy ạ. Bạn nào mà lấy cái áo này thì ngay lập tức comment cho mình là 170 và để lại cho mình số điện thoại đi nào. 170 để lại cho mình số điện thoại để mua ngay cái em áo này với giá là 170.000 nhá. Đây 170.000 rồi đấy ạ. 5 cái rồi. Còn đúng 5 chiếc thôi nào. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình đi nào. 170 và để lại cho mình số điện thoại nhá. Cực kỳ là xinh luôn này. Đổi sang cái này. Có bạn nào lấy cái áo này nữa không nhỉ? Bởi vì bên mình rất là nhiều kiểu, mẫu kiểu, mỗi mẫu bên mình chỉ còn 1 đến 2 chiếc thôi. Cho nên bạn nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái váy sơ mi nhá các bạn nhá. Rồi áo sơ mi hoa kẻ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái váy sơ mi nhá các bạn nhá. Váy sơ mi này cực kỳ là xinh luôn này các bạn này. Đây nhá, mình sẽ ướm vào người cho các bạn xem này. Cái váy sơ mi này cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60 kg là vừa luôn nhá. Từ 40 đến 60 kg là mặc vừa cái mà váy sơ mi này luôn đấy ạ. Cái váy sơ mi này cho các bạn nào trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60 kg nhá. Áo váy sơ mi này bên mình đang bán với cái giá là 185.000 nhá các bạn nhá. Rồi ok, giọt nắng nhá. Bạn cứ để ý điện thoại giúp mình nhá, bởi vì mình chốt cho bạn rồi thì sau khi kết thúc buổi live thì mình sẽ gọi điện cho các bạn nhá. Bởi vì cái váy mình đã mặc rất là nhiều người mua luôn, cực kỳ là hot luôn. Thì bởi vì dạo này nó đang gần hết hàng ấy, cho nên là ai mà đặt thì ngay lập tức đặt đi. Rồi cái áo sơ mi này bên mình đang bán với cái giá là 185.000 nhá. Bạn nào mà lấy cái váy sơ mi này thì comment cho mình là 185 và để lại cho mình số điện thoại đi nào. 185 để lại cho mình số điện thoại để mua ngay cái áo sơ mi này với giá là 185.000 nhá. Bên mình chỉ còn đúng 3 chiếc thôi. Còn đúng 3 chiếc cuối cùng để bên mình bán với cái giá 185.000 nhá. Bạn nào mà lấy thì ngay lập tức comment cho mình 185 và để lại cho mình số điện thoại như nào. 185 và để lại cho mình số điện thoại nhá.